Nhà cao cửa rộng cũng không bằng bốn thứ này. Trước tuổi 50, có bốn điều nhất định phải thay đổi để tuổi già không còn là nỗi ám ảnh, sống nhàn nhã hay chật vật nửa đời sau, tất cả đều tự mình quyết định. Không ít người từng nghe, câu nói có phần sáo rỗng này về việc già đi, tuổi tác chỉ là một con số. Câu nói này cũng không hẳn là sai, bởi vì ở một mức độ nào đó, bạn có thể trì hoãn tác động của thời gian. Nhưng cuối cùng, ai rồi cũng sẽ phải chạm ngưỡng tuổi già bốn thứ nhất định phải giữ khi ngoài 50 tuổi. 50 tuổi không phải rất già, nhưng trong nháy mắt sẽ là 60 tuổi, cũng gần đến tuổi về hưu. Mọi thứ đều phải chuẩn bị trước để cuộc sống không bị hỗn loạn. Khi một người 50 tuổi, về cơ bản đã hoàn thiện về nhiều mặt, sự nghiệp phát triển ổn định, có một số tiền tiết kiệm, phần lớn con cái ra trường bắt đầu tự lập. Mặc dù có người đến 50 tuổi mới bắt đầu hưng thịnh và từ từ vươn lên, nhưng khó khăn vươn lên còn lớn hơn cả những người trẻ tuổi. Những người trên 50 cần giữ được bốn thứ này để sống an nhàn, hạnh phúc, giữ tình nghĩa vợ chồng. Khi chú Ngô ly hôn vợ năm 36 tuổi, chú tìm một người phụ nữ ít hơn mình 10 tuổi và kết hôn lần nữa. Tuy nhiên, thời gian êm ấm chẳng kéo dài được bao lâu, chú lại ly hôn và không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Khi chú Ngô 52 tuổi, chú cảm thấy không thể sống một mình được nữa. Chú nhờ người đến nói chuyện mai mối muốn tìm vợ. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, những người phụ nữ đến với chú chỉ vì tiền chứ không vì tình cảm chân thành. Chú thường nói, khi nào già không đi được nữa, tôi sẽ vào viện dưỡng lão. Tuy nhiên, khi nói ra điều này, chú bỗng trào nước mắt. Một người dù giàu có đến đâu nhưng nếu không có người bạn đời ở bên là mất đi hạnh phúc gia đình. Khi ốm đau bệnh tật sẽ không ai chăm sóc, mỗi ngày trôi qua ảm đạm. Những người trên 50 cần quan tâm nhiều hơn đến những người thân yêu xung quanh cùng bạn đời nắm tay nhau khi về già, lưu giữ tình cảm hiếu thảo, truyền thống tốt đẹp của gia đình, nếu bạn đã ngoài 50 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống thì đó là điều may mắn, không thể coi đó là gánh nặng. Nếu bố mẹ bạn ở quê, bạn có thể thường xuyên về thăm quê để tìm lại những kỷ niệm của tuổi thơ. Ngoài ra, thật tuyệt khi hít thở hơi thở trong lành và cảm nhận sự bình dị của vùng nông thôn. Nếu bố mẹ bạn ở một thành phố nhỏ, bạn có thể đến và đi thường xuyên thậm chí có thể đưa bố mẹ về sống chung. Trên cuộc đời này, người luôn mong muốn bạn ngày càng tốt hơn chỉ có thể là cha mẹ. Những người trên 50 tuổi giữ đạo hiếu với người lớn tuổi là làm gương để giáo dục thế hệ trẻ. Vì vậy, bạn không được nghĩ rằng mình giàu có và quyền lực mà quên đi những người lớn tuổi hơn mình. Giữ lấy tình bạn chân thành. Nhiều người già không có bạn bè hay sở thích riêng, khi về già họ sống rất cô đơn. Đến 50 tuổi nên hiểu chân lý bà con xa không bằng láng giềng gần và trân trọng những người bạn tương đối thân thiết với mình. Ai cũng phải sống trong hiện tại và hướng về tương lai. Đừng nghĩ rằng bạn có thể kiêu ngạo và sống một cuộc sống hạnh phúc một mình. Tự do thực sự là tự do với những hạn chế, hạnh phúc thực sự là học cách quan tâm đến người khác và được chăm sóc. Giữ sức khỏe tinh thần. Tuổi càng già càng phải duy trì tâm thái vui vẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp cường tráng thân thể, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Sống đến tuổi này, vui một ngày là lãi một ngày. Nếu dùng tiền mà mua được niềm vui thì hãy học cách dùng tiền. Nếu nghỉ ngơi, lười biếng mà đổi lại được niềm vui thì hãy nghỉ ngơi, lười biếng. Vì điều cơ bản cần nhất những người sau 50 tuổi cần là sự vui vẻ.